Gói cà phê đấy của em rồi. Ồ, lúc nãy vừa mang ra đấy một gói đây.
cánh cửa đôi bên. Trăng lửa đông đương thể mà ai trăng ma nông chân dàn mà ngữ càng cái là nam kinh xa tiền đã mà đây vui tâm kinh là xa đây vui về thank you.
着床，给俺嫂俺那好俺那嗨，后背乖，俺来买马儿。
thiền là niên. Trà ơi bà chi xin vái vòng à, từ phương à, xa nơi là quê nhà. Bán hàng ăn á, chạy bờ quán à, ở cốc chùa. Ba chị du cốc chờ thì nhờ cốc chú thì tổ công lĩnh âm tô thì bắn nhà mai đất phòng người à, cha ơi ô long tì huyền lãng sơn tì tình. Nó chiều ra mỗi ngày buồn bán nơi hàng à, phở hàng bún được đặt bông đạt lợt đặt hàng bảo ăn hờ ba chi được lộc làm lộc ăn lộc buôn bán tại gia lâm ăn tại nhà mỗi ngày có khách về ơi mỗi ngày có khách xa tự đến khách tứ phương tứ xứ đi về cửa hàng buôn may được bán đất đất hàng được giàu sang. Cho ba chị có lộc có tài có gần có duyên xếp hàng cửa trước 10 người bước vào cửa sau công việc làm ăn buôn bán thuận buồm mà được suy gió được đấy tháng này chị có lộc đấy chị ạ. Tháng này là chị làm ăn tốt, tố linh tố hảo đấy chị ạ. Hai vợ chồng đều có tiền, anh cũng có tiền này, anh đi làm anh cũng có lộc đây này. Không như dạo trước bốc lên tàn bích thôi. Cho nên mấy cái tháng này chị làm ăn đúng rồi, chật vật. Hôm nào là lên làm lễ dịch cung đổi số mới để trả nợ thảo quan đi mở cung tài lộc nữa thì không thì lúc đấy là làm ăn thì không sợ thế nọ thế kia nữa không ấy. Như thế này mình cái cung mệnh của mình với chồng mình nó không được hợp ấy. Cho nên là làm ăn nhiều lúc nó bị quỷ hành, có lúc thì làm được, có lúc thì không. Nên nó cứ chập chờn như thế.
giống như là ma xui quỷ khiến ấy, nó phá mình, quỷ nó phá mình, nó không cho mình làm ăn, rồi vợ chồng không cho được thuận vợ thuận chồng, không thuận vợ thuận chồng không làm ăn cái gì được chị ạ. Đấy, nước phải chảy một dòng, thuyền phải xuôi về một mái. Bây giờ nhiều khi nhé, chính cái bản thân của ông đấy á, cũng có khi là nó không muốn chửi chị đâu, nhưng mà tự dưng ấy như là một cái con gì nó xui ấy, nó nhìn thấy mình nó khắc ghét chị ạ. Đấy, quỷ mà, quỷ ám mà, quỷ xui, ma xui quỷ khiến. Đừng nói là không có quỷ nhá, có thật đấy chị ạ. Bên
phần con lục mình cùng bỏ ngân xe nện quy chính ơi mi lệ khẩn tang mi pan khẩn lò mi lệ thấy hình đổi số cái tự hoàn sinh trả nợ tao quan về cư thiên đình thấy hình đã đổi số mở cung tái đón lộc trả ơi thương lộc nhằng tấu đối với cửa thiên đình cá quan nhà trời ban lộc tiếp tái cho con cháu là hiện ra họ Nguyễn Giang con cháu Nguyễn Hồ từ nay trở đi từ giờ trở lại được thấy cùng đổi số thành được mình từ nay bay nà qua phúc như số tu thế đầy an dư trần gian đây ha vẫn đầy yên căn yên số yên số là thiên đình ở dưới chân gian cầu gì được đây gì thì nên chị chào em ở lớp vẫn dù tu thế bông lộc như sông ngân hà như tả cánh tiền ăn cơm cùng nó lao khâu khuyên thêm cao niên na lao khô hạn dù tu thế đầy an dù chân giản đầy hao ở lớp mân dù tu thế cầu duyên đầy là đất duyên cao lâu nay đắc lộc tự mình đây là bình an lục nam xin khăn nơi vắng mặt lục nam nó là nguyên sang lục là nguyên nó chờ ơi lục mân đây bây giờ mà đây bay quay mà đại lên khăn canh đầy mặn lọc bọc dù đứng tề chân gian cũng đầy nhờ ơn trần gian lột bóc con cùng đầy là nhớ bóng cây tiếng tiên nam cây nhời trời ơi nhưng mi lục bao giao nam mồ nồng quan lục đan đa nóng mòn nương la và thường thịt cậu pi bao học bảo ăn hừ lục bao dạo nam môi công việc đẩy anh thân sức khỏe bình an trần gian cẳng tay bạch bệnh dù thu thể đẩy tiêu tan trăm ngàn bệnh trần gian đây tiêu trừ kỳ ăn sầu lẫn tây ẩu bay lô ăn đầy mày mà hư hơ lâu mình thu thể đẩy ăn trần gian đầy hào mùi văn ơi dù thu thể thông minh trần gian tổng sáng dù tu thế thông minh trần gian khôn kéo hơn bản khôn ngoan hơn người đi chín về mười đi tươi về tốt cha ơi nhàng bao hà bao an ở tu đền lâu đây là mình phệt cha dẹt lâu đây là bình an trần gian
tan ở đây mát mẻ ơi. Trà ơi nhang bao hào bao an nữ lộc cầu đồng ký họ phường giang lộc na na la phương hồ. Đây là thang pi, đây là lông pi. Ở lộc mình tứ tề đây nên trần gian đây mình bạch bệnh dư tứ thế tiểu tan. Trăm ngàn bệnh trần gian đây tiêu trừ. Khi ăn đồ ăn hài đã thấy biết lòng băng quang.